Nhà con le le. Đó. Đây coi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Tới nó nằm ở dưới bãi rồi. Em lê cái em. Quá rồi. Thấy mẹ gì đâu. Nó làm mẹ. Nhà nha, mình đang có mặt ở khu vực này là Tràng An phải không? Tràng An. Đây mình đang tiến vào khu vực mua vé. Mình sẽ đi đường hầm qua bên kia chứ không không có đi bộ bên kia đường nha. Ủa sao gần khu vực cái gì chỗ bán vé gì kỳ vậy? À quay vé. Trời ơi. Vé là 250.000 cho một người lớn dưới 1m3 là 120.000. Trẻ em dưới 1m miễn phí. Đây là chèo bằng tay nha, không có chèo máy nha mọi người. Ê! Bỏ tay nó khỏi mặt thuyền đấy. Tại nó kẹp vào lại ngồi lại đau khổ rồi. Ê! Ở trong khu Tràng An này rất là nhiều con le le nha mọi người. Một lát nữa mình sẽ giới thiệu mọi người một số con le le. Vì nó thấy mình là nó sẽ lặn mất nha. Nó nhát chi lắm. Nó nhìn nó nhỏ nhỏ chút xíu nè. Tràng An là một trong những nơi có cảnh quan tháp grass đẹp và quyến rũ nhất trên thế giới. Phủ lên cảnh quan là thảm rừng và các tháp dạng nón hùng vĩ cao 200m với các hố trũng hẹp khép kín, bao quanh bởi các sông núi nối liền nhau. Các đầm lầy thông nhau qua hệ thống suối xuyên ngầm có chiều dài lên đến 1 km. Tràng An minh chứng cho các giai đoạn cuối cùng của quá trình tiến hóa Grass trong môi trường khí hậu nhiệt đới ẩm. Sự đa dạng địa chất địa mạo hiện diện tại quần thể danh thắng Tràng An là kết quả từ các hoạt động địa chất liên tục qua hàng trăm triệu năm, từ kỷ Trias đến đệ tứ. Trong suốt chính thời gian này, sự sụp đổ địa mạo và phân chia cao các khối núi Grass, đá vôi trầm tích khổng lồ đã xảy ra ở đây. Chính những sự kiện địa chất này đã tạo nên những vùng núi hoang sơ và quyến rũ, các thung lũng trầm tích và các hố sụp mà cùng nhau đã có được kết quả trong sự đa dạng biểu mẫu, địa chất địa mạo, hang động và các hệ thống nước của quần thể danh thắng Tràng An. Giờ em đang có mặt ở đền Trình nè mọi người. Đền này thì có lâu rồi nhưng mà theo là hướng dẫn của chị chèo xuồng là hồi xưa đây là chỉ có con suối đi qua thôi. Rồi người ta mới hút đất lên để người ta làm đường á. Thì nó mới có cái hồ nước thế này nè, chứ không phải là nó có tự nhiên ra. Nhưng mà cái đền này có lâu rồi. Mình sẽ dẫn người tham quan cái đền này nha. Đền Trình Tràng An đã tồn tại ngót nghét hơn một thiên niên kỷ, tức là hơn 1.000 năm. Đến năm 2003, đền Trình được trùng tu xây dựng khang trang hơn, vật liệu hoàn toàn bằng gỗ tứ thiết, đinh liêm sến táo theo kiến trúc chữ đinh. Trình có nghĩa là trình báo, trình diện, để chuyến tham quan của du khách được may mắn và an toàn. Ngoài ý nghĩa về mặt trình báo, đền Trình Tràng An còn mang ý nghĩa lịch sử to lớn, là nơi chứng kiến xung đột giữa các tướng sĩ triều Đinh và triều nhà Lê. Bát hương ngoài trung thiên thờ cộng đồng các tướng sĩ nhà Đinh. Trong bái đường thờ các vị quan giám sát là Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù, giám sát đại tướng quân. Các ngài còn là những người coi quản quốc khố, kho vàng, kho bạc của nhà Đinh. Năm 979 khi triều đình xảy ra biến loạn, các ngài đã có công bế ấu chúa Đinh Toàn mới 6 tuổi vào ẩn nấp trong núi rừng phía nam để lánh nạn, tránh sự truy sát của nhà Lê. Sau khi hai vị tướng đó qua đời, nhân dân cố đô đã lập phủ thờ để ghi nhớ tấm lòng trung nghĩa của hai vị tướng này. Phía bên trong đền Trình, tẩm cung thờ tứ trụ triều đình nhà Đinh là Đinh Điền, Nguyễn Bạc, Trịnh Tú và Lưu Cơ. Đây cũng là những bậc khai quốc công thần của nhà Đinh, có công đầu trong việc dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, đưa Đinh Bưu Lĩnh lên ngôi hoàng đế. Cho cá ăn nha, các bạn chỉ cần nè đưa tay ra thế này nè đó, là đồ ăn sẽ rớt vô tay đó. Rất tiêu này sớm mà chưa có luôn nè.
Ngày xưa đây chỉ là một con suối nhỏ thôi nha mọi người. Suối nhỏ chảy qua đây thôi. Rồi bây giờ nó thành như thế này. Đây mới là đền ở nhà Đinh nè mọi người. Còn bên đây là cái đền mình đã nâng cấp lại. Đây các bạn nhìn thấy rõ nè, độ cũ và lịch sử đó. Chắc đã có trùng tu lại rồi.